Wow, damn, bài nhạc hay dữ vậy. Hey hey, khỏe không tất cả anh em? Chào mừng anh em đến với một series mới. Mấy bữa nay anh em mình thấy mình ra rất là nhiều series, là bởi vì cũng là một phần do dịch Covid-19 đó các bác ạ. Và chào mừng anh em đến với Ori and the Blind Forest. Ori và khu rừng mù à? Mình đã biết mình dịch cái từ Blaine này đúng chưa nữa. Thì đây là một tựa game mà mình được anh em gợi ý chơi từ mình nghĩ là khá là lâu rồi, nhưng mà đến giờ mình mới chơi. Có rất là nhiều lý do mà mình chơi muộn như vậy. Thật ra là mình rất là muốn chơi cái tựa game này trên kênh của mình khá là lâu rồi. Nhưng mà có một cái là mình bị cấn những cái tựa game khác các bác ạ. Được rồi, thì hôm nay đây, mình chơi đây rồi đây, không có nói gì hết nữa. Thì mới cách đây vài ngày thôi, Ori and the Whisper cái gì đấy mới ra phần 2 luôn. Mới ra phần 2 cái đây vài ngày luôn, và nhưng mà tôi chưa chơi phần 2 các bác ạ. Tại vì tôi chưa chơi phần 1. Đến hôm nay đây, anh em chúng ta sẽ cùng chơi phần 1 để hiểu cốt truyện như thế nào đó. Tại vì mình nghe nói là cái game này nó hay lắm. Nó hay vãi cước luôn. Nghe nói vậy thôi chứ chưa biết sao. Và thậm chí là còn có tiếng Việt nữa luôn các bác ạ. Và mình sẽ để credit của những người đã viết xuất cái tựa game này ở phía dưới list description nha. Và cùng bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới nào anh em. Let's go boy. Ok, thế nên ta sẽ chơi phần 1 trước nha. Chơi xong phần 1, chơi luôn phần 2. Không thể nào quên được đêm ấy. Cái đêm ta lạc Ori giữa trận đại cuồng phong. Cây nhìn đẹp nhỉ, cây như cây đại thụ ấy. Rồi, một cái lá đã bị đứt. Cái lá thậm chí nó còn phát sáng nữa cơ. Sao tôi đéo hiểu sao mấy hôm nay tôi chơi game nào nó cũng nhạc hay vãi chưởng luôn. Và mình chơi, thậm chí mình chơi những mấy bữa nay mình chơi nhiều game đúng thời điểm, cực kỳ đúng thời điểm luôn. Anh em dịch ở nhà không có gì coi. Coi mình chơi game thôi. À, đây là một nhân vật mà mình cũng biết sơ sơ này. Cô này hình như là sau này là nuôi nấng bé màu trắng thì phải. Mình có coi trên trailer rồi. Cái lá đó lát nữa là nó biến thành cái con gì đó màu trắng. Vừa coi trailer lúc nãy. Ủa, hình như mình đi phải không? À, mình đi ok. Rồi. Tổ nhạc là sao nhỉ? Tổ con chim én à? Ok. Ôi sao trời mưa gió ghê vãi nồi em ạ. Trận đại cuồng phong mà. Đây cái lá này. Cái lá này. Con này là con gì các bác? Con này tôi gọi nó là con sóc hay là con mèo hay là Hinaru. Ô lấy ánh sáng ta. Đây là Naru. Màu đen. Cái sinh vật màu đen này gọi là tên là Naru. Nhưng mà được hai cái vậy. Như đứa con của chính mình. À, mang về nuôi nấng. Sao cái lá mà nó là biến lại thành biến ra con mèo hay vậy? Tôi gọi đây là con mèo nha, tôi chả biết con này con gì hết. Ok. Vườn vài các kiểu. Ôi. Sao nhìn nó cứ mượt mượt thế áo nào vậy ta? Ok. Dễ thương nhỉ. Tôi là mèo trên thiên đường anh em ạ. Trắng xóa lại còn phát sáng nữa. Bay bay nhạc hay thế. Ê, hello Naru, đây như kiểu mẹ mình đó các bác ạ. Ngon thế. Một cây cây này đã xong ăn cây gì sao được có quả. Béo quá nhảy không được luôn. Đây dễ thương nhỉ. Sao ok. Ui trời ơi, tôi ăn một phát hết. À, một cây ăn một tháng à. Bắc cầu qua sông. Sao nhạc hay thế. Ok. Mày còn dễ thương đấy chứ. Ui nhưng mà hình như sau này đang vui vui vậy thôi, hình như lát nữa buồn vãi cứt luôn á. À ăn lắm đấy.
Đây rồi rồi, nó tới rồi đó. Cơn bão tới rồi đó. Xem đi ra đây xem nào. Vào đêm định mệnh đó. Xong xong xong. Trắng xóa. Khi ta thắp sáng rực bầu trời. Ok. Mình mang đi đâu vậy nhở? Ta gọi Ori. Cái cây à? Cái cây này sinh ra con mèo màu trắng này. Cái lá từ trên cái cây đấy gì nữa? Này này này. What? Naru không cho mình xem. Sao nhở? Có cái cây đó thì sao? Ôi hạnh phúc nhở. Nằm ngủ. Sao mà cứ như kiểu sao mọi thứ cứ héo úa thế, éo nào ấy nhở? Ờ héo hết kìa. Nhưng hy vọng vẫn chẳng thấy đâu. Sao còn đúng quả này? Ôi như. Ôi đừng nói hụt rừng héo. Đúng rồi. Trời ơi cây đại thụ héo luôn kìa. Cái gì vậy nhở? Có chuyện gì vậy? Cây héo khô hết rồi không còn quả nào hết. Có cái gì nhỉ? Có hết. Xuyên qua con đường thời gian. Sao tôi thấy nó cứ mờ mờ thế, áo nào vậy ta? Cây này còn đúng một quả hay gì á? Còn mấy quả này? Ui. Oh no. Sinh mạng lão hóa và tàn lụi. Còn đúng một quả. Một quả chắc Naru cho mình ăn đấy. Chứ không ăn ở đấy mình biết ngay. Khi mình mất đi thì chắc. Ôi sao cứ bụt bụt éo nào vậy ta? À. Mình không biết thế lực siêu nhiên nào đó hay là cái gì đó đã làm khu rừng gọi là héo úa như thế này. Kể cả cái cây đại thụ bự vậy mà nó cũng héo luôn. Ủa trên này nhiều quả vãi. Đấy, đúng rồi, đem về cho Naru lên. Đem về cho mẹ nuôi. Ý, nãy xưa. Đi đường nào vậy? Đi nhầm đường à? Okay. Naru, em về đây. Ký ức hồi tưởng lại. Ôi hình như. Oh no. Có khi mình về éo kịp. Oh no. Đừng vậy nha. Đừng vậy nha, mà tôi nghi lắm các bác ạ. Ôi, thôi nha, mà vừa vào game á. Bà mẹ. Oh. Tôi biết ngay chứ các bác. Mối, vừa vào game ạ. Cái số chọn game kiểu đéo gì. Naru dậy mẹ ơi. Sao cái đoạn này nó buồn dữ vậy trời. Come on. Bạn nãy tôi vừa vui vui xong giờ hết vui luôn. The fuck. Cái gì vậy trời. Tôi lần nữa. Vậy Naru đi rồi các bác. Cay thực sự. Bây giờ tôi éo biết làm gì luôn. Đi đâu bây giờ? Không còn lý do để ở lại. Vậy thì đi thôi chứ sao. Mà đi đâu? Đi đâu? That's so fucking sad bro. That's so sad. Tìm mạch sáng. Ủa? Cái gì sao? Nhân vật chính sao vậy?
từ từ nhá, vừa vào game nhá. Thật yếu đuối và mỏng manh. Ui, chắc tôi gục tới nơi rồi. Mà này là bị nhiễm corona chắc luôn. Thế nào mà nhầm được các bác? Khi tiếng thét hoa cùng tĩnh lặng. Bước đi gọi là cực kỳ là nặng nhọc. Tôi ấn nút đi này. Tôi đang ấn nút đi này. Đi không nổi luôn. Hay là sao? Hay là muốn tôi ấn như nào nữa? À, cảm giác mất đi người thân. Oh no. Mà thiệt. Tôi đang cố gắng vui vẻ lên. Chết thật à? Điên. Sao chết được? Tầm bậy. Chết nào em ơi. Come on. Sao mà chết được? À, con rồng cháu tiên mà đâu mà chị chết vậy được. Corona cho hỏi cái tuổi luôn. Game đẹp thế không biết. Trời ơi, hay vậy mà đến giờ tôi mới chơi luôn kìa. Ori. Ây, vậy tên mình là Ori. Mắc con chó nhà hàng xóm sủa. Sủa kinh thiệt. Ôi, bây giờ mình đi nhanh được rồi. Ở dưới mình có cái khung gì đây này. Màu bên xanh lá đây là cái gì ta? Rồi trong này cũng có rất là nhiều thứ, có kỹ năng các kiểu nữa này. Ui, nhiều nhờ. Space để nhảy. Space để nhảy cao hơn, ok. Ok, đã hiểu. Ây ây. Ok. Damn. Sao game nhìn mượt chứ vậy? Sao nhỉ? Làm sao đi qua đây ra? Không được rồi. Đi vào đó chắc mất máu á. Ui ui ui. Nhấn giữ S và nhấn space để nhảy xuống. So many secrets. Tìm được túi liên quan tí hon. Túi liên quan tí hon nè. Có đường đi xuống đây này anh em. Wow. Sao nào, sao hình như. Sao tôi thấy nó nhiều đường vậy nhỉ? Bay nhìn đẹp thiệt nhá. Ôi. Lấy máu. À thu à, tìm được mệnh xin. Thu dập đi hội máu. Được, cảm ơn. Xem cái màu xanh là cái gì. Túi năng lượng, giờ có thể thu nhận. Thì dùng năng lượng để tạo kết nối linh hồn. Lưu trò chơi, ok. Đã lưu. Ủa, ủa phải lưu được lần vậy đó. Muốn lưu thêm là phải đi kiếm thêm à. Cái gì vậy? What the fuck. Ôi, cái gì vậy? Mày chơi bố à, mày hút hộ bố cái tường ấy. Yeah, cảm ơn. Bitch. Lớp đầy liên quan sẽ nhận được điểm kỹ năng. Ok, đã hiểu. Còn thêm 1-2 điểm nữa là có kỹ năng này. Má, game ra lâu rồi mà sao đẹp dữ vậy. Tìm được thứ từng thất lạc. Thứ gì. Nhấn để nhận. Cái gì luôn đấy. Cái hạt gì đây. Wow. Ánh sáng mà đôi mắt của linh thụ à? Linh thụ là cái cây đại thụ à? À rồi bữa nay anh em ta không gọi đại thụ nữa, gọi là linh thụ. Ta bị lạc trong thung lũng này khi bà ta lời thay. Bà ta là ai? Ta có thể đưa đường dẫn lối nếu cậu cho phép. Ờ được rồi, cảm ơn. Vâng, đã nghe thấy chưa? Chúng nào? Đứa nào? What? Cái gì vậy? Ôi. Ok, có một kỹ năng rồi. Tạo kích. Và nhấn A ở gần đó.
lưu. À, à ở đây. Trời ơi, kỹ năng này. Vãi. Một nùi vậy luôn hả? Choi choi sợ. Ok. Rồi. Bây giờ mình nghĩ chắc đi lùi lại. Ôi, đơn giản đấy. Easy thôi. Thế này có gì này? Có thêm điểm gọi là điểm kỹ năng. Mày quá đơn giản. Sao? Tôi ý nãy giờ 3-4 con mà tôi không để ý con này là con gì, như kiểu con khỉ ấy. Những lời linh thụ từng nói. Có đường này, ok, cảm ơn. Ui, những cái bản đồ này. Ừ má, có con nhện. Đây, cạnh tôi kinh thế. Bọng cây. Bọng cây là sao? Cái này là bản đồ hả? À, mình phải tiến tới mục tiêu tìm linh thụ. Ơi, mục tiêu là tìm cái cây. Ui, bên này có cái cây cao khiếp. Phải. Cây bao báp à? Rồi, anh em ta sẽ tìm đường đi lên đây, sau đi kiếm cái cây. Bây giờ chạy lùi lại. Này, có cái gì trong này này? Linh tĩnh là những công trình cũ dùng để nhanh chóng di chuyển khắp Nibê. Nibê là tên của khu rừng này. Được. Ánh sáng của linh tĩnh đồng thời sẽ phục hồi sinh lực. Ok. Khi nào vào đây là teleport. Đây, tiện thể hồi máu luôn. Đã lưu. Oh. Ngầu đấy. Giữ ship. What? Aha. Ok. Rồi, vô đây. Ở trong này nó có cái tấm gì đó. Một viên đá tìm được thược thi thạch. Thược thi thạch thường dùng để mở linh môn. Linh môn cần. Linh môn là cái gì? Linh môn là cái cổng hả? Thường chỉ có mấy cái cổng mới đặt tên như vậy thôi. Bitch. Kiếm nó mượt thiệt chứ. Hai, có hai tấm. Nice. Ủa, cái cầu này, nhìn cái cầu đẹp không? Đấy, linh môn là cái cổng kìa. Nhưng mà bị chặn rồi. Đã hiểu. Cần vượt qua linh động nào. Rồi. Bao nhiêu tấm vậy? Hai tấm phải không? Một tấm, hai tấm. Nice. Trời, cái game nó hoàn thiện thật chứ. À, bây giờ mình chơi là hợp lý đó. Lúc nó vừa ra chắc nó nhiều lỗi. Game gì cũng vậy thôi. Bọng kê hắc cân động. Linh động. Đây như kiểu cái cột chỉ đường ấy. Được rồi, đã hiểu. Bọng cây à? Cây là mục tiêu tìm linh thụ. Ác căn động. Cái cục dây này. Wow. Chịu đựng lâu hơn. Tìm thêm túi xịt mẹn để gia tăng khả năng sống sót. Wow. Cái này hàng xịt đấy. Có thêm một quả nữa. À nhầm, có thêm một máu nữa. Đây, ở số này hình như có thể lên được này. Nhưng mà mình chẳng biết lên như nào hết. Thôi, đi luôn vậy. Cái hang trong này có gì đây? Đây là địa đồ thạch. Một trong những cổ vật vẽ lại khu rừng Nibir. Khi nó xin chữa. Địa đồ thạch này. Thiếu một mảnh. Đâu có thể sửa lại nó. À ha. Sửa lại. Chắc là cho gì đó xịn sò lắm đây. Đấy này. Nó cho đây luôn này phải không? Tôi tự sửa thôi. What? Nó không đủ. Ui, bên kia có cái gì kia? Sao nó lắm đường vậy ta? Ok. Chết nhỉ. Mày đống máu à? Mình đang ở đoạn nào đây? Ui trời ơi. Mày đi xuống. Có những người đã chuyển sang. Đã chuyển sang hy vọng. Ờ, sao con này giống mình này? Ý chang tôi luôn. Khi ai ý gì là tàn sát. Á nào. Có cái gì ở phía trước vậy? Ánh sáng linh thụ. Sống trong mỗi chúng ta. Ngài là động lực để sống. Là động lực để trưởng thành. Ngài là bị tàn sát thảm thương. Nhưng mà ai tàn sát?
tiên tổ. Người trong, ok, để tôi lại tôi cảm nhận. Cảm nhận ánh sáng của đảng nào. Ôi, thế thế. Rồi, có gì mới? Đã học nhảy tường. Để dùng kỹ năng này. Nhấn space. Mình nhảy lên cao, wow. Ngon vậy. Ok. Nhảy tường này. Trời ơi, đơn giản luôn. Tìm được túi năng lượng. Yeah. Ok boy. Nhưng mình phải đẩy cục này đi á. Đừng đừng cán em nha. Cảm ơn. Ok. Ôi, rồi. What? Ngon, ngon, ngon. Ây da. Rồi, có rồi. Mình lấy được 2 tấm rồi đó. Là mở được cái cửa ấy. Trên này có gì không? Rồi, ok. Ở đây luôn cái gì nữa? New ship. Wow. Gì vậy, gì vậy? Có tấm gì bên kia kìa. Và lấy ra đây. À, tấm mảnh đồ địa thạch. Ngon, để tôi xuống dưới kia thử xem là nó, cái tấm này nó dùng để làm gì. Tụi mảnh dữ à. Muốn ở đâu ta? Đây, 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 trong này. Sao nó không hiện cái gì hết vậy trời. Oh, marking the way. Wow, mở đường hết luôn. Nice boy. Ok. Căng thế. Nice. Vào đây. Ok. Đây. Rồi, mẹ thịt. Cái kia sao lấy nhỉ? Quá đơn giản. Con chim. Ok, được rồi. 4 miếng. 1 cổng. Ok boy. Tìm thấy ta khi đang sâu muộn, im lìm và tĩnh mịch. Cây đại thụ phải không? Đây là mình tới rồi. Đây, để mình qua chạy qua bên trái này thử xem có cái gì bên này. Lại không phá được. Cái này tôi gặp 2 lần rồi. Chắc phải có cái gì đó để phá thôi. Chúng ta kể cho Ori về ý niệm sai lầm của ả. Ý niệm sai lệch của Ori à? Thế mình không phải Ori à? Sai lầm của ả về ả nào nữa? The ancient bean. Cái đại thụ này chính là nơi sinh ra tôi này. Tôi Ori linh thụ. Ngài hẳn đã dùng đến sức mạnh cuối cùng để cứu. Sức mạnh cuối cùng nào. Hãy đến đây nghe câu chuyện về chúng. Sáng mã vô cùng thù khác. Kêu gọi Ori nhưng thằng bé chẳng bao giờ đến. Ori là mình đấy chứ ai nữa. Ori là mèo trắng này. Ôi, sao nhiều Ori thế. Cây linh thụ đầy ghê nè. Như kiểu ban phát sự sống cho cả khu rừng luôn. Wow, gì vậy? Wow. Trời ơi, có cú. Ah.
Oh, vậy là bố mày hiểu rồi. Kuro tao là ngày tận thế mà còn còn cú đây tên là Kuro. Bố mày tới vặt lông mày đây đấy. Ngài đã đánh cược số phận vào tay cậu, hãy lắng nghe thật kỹ vì cậu phải hiểu. Ok. Thu nhận cả ba qua nguyên tố, ngược lại chúng giữ cân bằng và an toàn cho Nibel. Quang nguyên tố, thủy nguyên tố trên đỉnh cổ thụ Ginso. Ấy, cây cao cao kia là cây Ginso. Phong nguyên tố ẩn sâu dưới tàn tích Follom. Phong hỏa nguyên tố nằm dưới ngọn lửa của đỉnh Horu. Để khôi phục Nibel về trạng thái cũ phải thắp lại ánh sáng trước khi quá muộn. Được rồi, em đã hiểu. Thứ đầu tiên sẽ được tìm thấy đằng sau bằng tơ đồng. Trên đỉnh một cây cổ thụ nơi từng có dòng nước chảy qua. Đến một cây cổ thụ tức là cây nãy chứ gì, cây Ginso gì. Đấy, tôi biết rồi. Qua cây này đầu tiên, qua cây này tiếp. Ok, đã hiểu. Tôi đi về lại. Tôi đi về, sao đi về lâu thế? Đã, ở đây có đường đi này. Đấy. Bức tượng này quen lắm, tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Ừ, đúng. Nhìn quen vãi luôn các bác ạ. Hình như mẹ tôi chưa gặp lần nào hết. Chúng đã tìm được máy ấm. Ô. Naru kìa. Naru bố với Naru con à. Ôi mẹ. Chặn ánh sáng. Mình vẫn chưa hiểu. Khi liên thụ vẫn chỉ là mầm non mỏng manh. Naru linh hồn trẻ nhất luôn dõi theo chúng ta mỗi khi có thể. Ok. Nhưng mà bức tượng này vậy chỉ nhìn vậy thôi hả? Không có tác dụng gì hết hả? Hắc căn động. Wow. Wow, anh em mình đang ở hắc căn động. Ôi. Ok. Quá. Ánh sáng Ok, trao cho Naru. Người cái vai sắt kia không được hả? Đến ship để nhặt. Nhặt đi đâu? What? À, đeo cái này là đi qua được cổng. Căng vậy. Mà đeo cái này là không bay được hai lần. Bừng nào. Nice sir. À. Bắn cậu ơi. Fuck. Ôi. Ui. Ây, quá rồi, may quá. Trời ơi. Căng thẳng thế. Rồi. Lên, hai xưa. Cái này là sao? Mở cổng. Game như kiểu mê trận ấy. Nãy giờ tôi đi khắp nơi luôn. Và lại gặp cái tường này này. Kéo này, kéo cần này. Cái cần này là như nào ta?
Wow wow wow. Gì vậy? Đang xuống, đang xuống, đang xuống. Tôi chết. Ở đây này. Đây. Có khi nào tôi bỏ vào đây? Ơi, bỏ vào đây kìa, thiệt kìa. À, căng quá. Rồi. Kiểu nó sẽ phát sáng khắp khu vực này à. Oh yeah. Oh yeah. Đã chưa? Rồi. Sáng cả vùng đất rồi. Ở đây nhìn kìa, ngay cả linh quang cũng yếu mòn trong sương mù. Nó nâng đỡ bóng tối chiếm hữu vùng đất bấy lâu nay. Ok. Rồi còn bên này là cái gì đây nữa? Aiki cố tìm Naruto nhưng đã rời đi khi đi đến. Ông ta nhìn như gió di chuyển như bay. Nó bị bóng tối bao phủ khiến ông lạc lối không hay. Nghe như thờ ấy. Hấp thụ được rồi. Đã học lướt. Wow, mỗi lần học cái ấn vào cái cây này là có thêm kỹ năng. Ấn control để lướt. Wow. Wow. Nice. Cái này phải chạy nhanh nào. Ok. Đã hiểu. Nice chưa? Aha. Thì ta chạy chỉ cần kéo cái cửa, kéo cái phiến đá này lên và chạy nhanh qua thôi. Ok. Wow, what the. Wow. What? Ui, suýt nữa. Hên thế. Damn. Đây được rồi. Ray the Run. Mình vừa nhận được thêm 2 huy hiệu thêm. À, kinh quá mà. Easy. Yeah, có thêm máu nữa. Quá. Ôi, con tê lê này. Tuyệt vời. Wow. Damn. Cái gì? Đừng nói phiến đá này mỡ nha. Sau này hãy quay lại, vẫn còn nhiều thứ chưa biết. Nơi họ từng gọi là nhà đấy. Cái chỗ đấy anh em mình sẽ xuống được. Nhưng mà hiện tại là chưa có khả năng thôi. Nó có cái kỹ năng dập nhảy này. Đây này, dập nhảy này. Kiểu gì rồi mình cũng quay lại đây thôi. Ok. Đấy. Bắn bắn thịt vô này. Ồ, nó mở kìa. Nhìn này. Oh my god. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Vậy là còn nhiều thứ lắm. Còn nhiều thứ để khám phá lắm. Wow. Phải game. Còn cái này cái gì đây nữa? Sao bị kẹt mất rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đi qua bên phải của cây cổ thụ thử xem. Cây cái gì nhỉ? Cái gì thụ thì quên mất rồi. Phong cốc à? Bọng cây. Rồi. Nền đất không ổn định đâu. Ok. Có chậm xuống được đâu. Aha. Cảm ơn. Nó tự mở đường cho mình luôn. Vì mà nãy giờ mình không biết. Đi mò chứ. Tiên sư. Đây. Nice. Cái phiến đá đấy nó cần kỹ năng mới rồi. Cần kỹ năng nội công kiểu như Kamehameha may ra mới phá được. Kể cả cái thực vật này này. Đây. Oh, lại cây tiếp. Rồi, kỹ năng mới. Linh hồn nằm xuống ở đây rất mạnh mẽ và can đảm. Hãy lắng nghe lời ta. Ok. Ok. Rồi, xem cho mình kỹ năng. Chắc xịn lắm này. Tù hỏa. Để gồng rồi thả phóng lửa thiêu những vật ở gần. What? Cái gì vậy? Wow. Ui, kỹ năng này. Trời, rồi ngon, quá ngon luôn. Kỹ năng này phá tường được.
Ok, cảm ơn rất là nhiều. Nến này mỡ. Không đủ năng lượng. Mình đứng lên được luôn vãi. Sao nhìn nó gớm dữ vậy. Wow. Holy shit, cái kia nó rơi rồi. Gì này? Mày nhện này. Ui, cục sân đây. Yeah. Túi năng lượng. Nice. Đoạn này nhìn ớn nhở. Có lẽ anh em mình sắp qua được cây bên đó rồi đó, nhìn này. Gần rồi. Không, nhìn vậy thôi chứ xa vãi trường. Xa vãi trường. Bắn bố. Cần thế. Đây à. Ủa, mấy cái xinh xinh này quan trọng cực. Nó vừa giúp mình lưu này, nó vừa luôn giúp mình cái gì nữa? Gọi là phá cổng nữa. Giúp nhiều quá. Này chưa. Ôi, sắp tới rồi mấy thím ơi. Đây, sắp tới rồi. Còn nhiều đường lắm, còn một đống đường mình chưa đi lận. Trời ơi, nhìn nó đẻ ra kìa. Chia như kiểu corona ấy, một con ra trăm con vậy. Bắt trường. Rồi, có rồi. Yeah. Thế thoát nào. Nice. Ấy, lên đường này. Nice. Yeah, ok. Rồi, được rồi. Khi Orin mang đến ánh sáng và hy vọng cho khu rừng. Oh. Nghe giọng ai vậy nhỉ? Không, vẫn là cái giọng đấy chứ, giọng ai? Get back here. Mi ạ. Anh ra đen. Vu môn từ tàn tị. Chúng ta phải lấy lại thứ nó trộm. Tìm lại thúy mệt nữa. Bây giờ nó chạy đi kiếm nó à? Ôi vãi. Rồi, mẹ nó chạy nhanh vậy sao kiếm trời. Thì đã nha, thúy nha. Để đi. Corona này. Ôi, con này không khác gì Corona luôn. Chuẩn luôn. Virus này còn gai nữa chứ. Đây này, ấy, đừng đi. Con nhện này. Quýnh bây giờ nha. Ôi, what the hell. Ok. Hello. Ôi má, ôi vai ông chạy mất dép luôn à. Ok, được rồi, đó chính là tập 1 của Ori and the Blind Forest. Sau một hồi chơi được hơn cũng khá lâu rồi đó, mình cảm thấy thực sự đây là một tựa game rất là hay, và cốt truyện hay là nội dung của nó cực kỳ dễ hiểu. nó không, cốt truyện nó không kiểu rắc rối như là bên gọi là gì nhỉ, như bên More Astray á. Đây là một tựa game mà mình thấy là nó phù hợp với tất cả mọi độ tuổi luôn. Bất cứ ai cũng thể chơi được hết á. Được rồi, và chúng ta lại có thêm một chuyến phiêu lưu cực kỳ là thú vị ở đây nữa, bên cạnh với More Astray. Và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của Ori and the Blind Forest. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm, bắt cho bằng được thằng thanh niên cái gì nhá, anh da đen bốn chân mà cái cục màu trắng trắng đi đâu mất tiêu rồi. Được rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem. Và nếu anh em thích series này, đấm vỡ lại và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Bây giờ mình cũng sẽ bye. Xin chào và chúc một ngày tốt lành. Bye bye.